Di Đà Phật. Kính thưa chư vị, hôm nay là ngày mùng 5 tháng Giêng của niên Tân Sửu 2021. Thì hôm nay anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong đoàn từ thiện Hòa Hảo có đi viếng chùa và ghé thăm sư Thích Nhất Tâm. Hiện tại thì mọi người đã đến nơi và chuẩn bị xuống xe. Kính thưa về, hiện tại thì đoàn đã đến tỉnh Tráng Ngọc Tân, đang tiến thẳng vào bên trong để kinh lễ Phật. Thượng tọa trụ trì tỉnh Xá Ngọc Tân và kính thưa quý cô bác ở trong nhóm từ thiện kính mến. Nhân hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2021, cũng nhằm mùng 5 Tết Tân Sửu, ngày mà chúng ta có nhân duyên lành đến, trước là lễ Phật và sau là thăm hỏi sức khỏe cũng như là chúc Tết cho Thượng tọa trụ trì ở nơi đây. Vậy thì trước tiên thì chúng ta lễ Phật để cầu cho một năm mới cho tất cả chúng sinh được bình an và hướng về đạo pháp. Vậy giờ phút thần giao cách cảm với các đấng thiêng liêng bắt đầu, mời quý vị thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh hướng về tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni đồng xá ba xá. Để kính mời đồng quỳ. Mời chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi gia hộ độ cho chúng con. Khi đến chùa lễ Phật, phát Bồ Đề Tâm, dũng mạnh tinh tấn tu hành, độ cho tất cả nhân loại chúng sinh đều được sống trong chánh pháp của nhà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời đồng đứng. Và đồng thân hương.
Rồi kính mời đồng lại Phật bốn lại. Thành tâm đảnh lễ. Thành tâm đảnh lễ. Thành tâm đảnh lễ. Và đồng thành tâm đảnh lễ. Để kính mời đồng đứng và đồng lễ Phật. Chứng minh cho các bạn. Và hôm nay quý vị từ An Phú xa xôi đi đường mệt, và thêm nữa là vì cái tình linh sơn ngạo vị xa xôi quá mà năm nào cũng trở về đây, cũng như trở về Ngọc Quy 2 năm liền. Và có một lần đó Tam và cô ý cũng đang ngồi đây sau khi 3 bữa xuất viện. Với cái nghĩa cử cao đẹp và sự hy sinh việc làm của đạo hữu Hạnh và cô Tư Cam, cùng cô ý nay đã trưởng thành 20 tuổi và kề đó là gắn bó gần gũi quý báu nhất là những bạn nữ của mình. Nay đi chính vị là chính vị này là gắn bó nồng cốt, xem cũng như là đạo vị linh sơn cốt dục từ xương gân da đầu tóc mình não bộ, nhất là trí tuệ của cô ý bây giờ cũng là điều quan trọng đáng khen. Cô tìm ra một con đường ý thức để sau này giác ngộ và giúp đỡ lại cho bạn đồng tu. Thì trước thềm năm cũ đã qua, bước lên vui sưng đón Tết, và cùng có một quý vị số nhân viên phía sau lưng chào hết Phật tử nha, rất là vui vẻ khi được hay cô ý về đây và cả đoàn từ An Phú về. Thì đạo hữu đây là đạo hữu Giang, pháp danh là và cô Tươi, người thân cũng như tất cả quý vị ở đây về cũng được đón đó. Nhất là cái mùa dịch năm nay đó rất là bận rộn và rất là nguy hiểm, phải nói là nó tấn công toàn cả thế giới, nó làm phải nói rất là mệt mỏi vì cái chuyện mà dịch bệnh. Với cái thâm tình này sẽ gắn bó keo sơn kết chặt lâu dài và sự trường tồn để sau này chung sức chung lòng chung vai sát cánh nhau để lo cái công việc Phật sự. Chị ngã em đây, em ngã anh đây, đệ tử ngã thầy này, thầy ngã của Phật tổ năng, tất cả mọi việc đều là lo cho cái thế hệ mai sau và hiện hữu mình sẽ được an vui giải thoát. Trước khi dứt lời, thềm năm mới kính chúc cho quý vị an khang thịnh vượng, nhất là người tu hành thì không có gì khác hơn là mong cho quý vị sớm được minh tâm kiến tánh thành Phật và thấy được cái bản thể thật của mình để sống trong vòng tự do đạo đức hiện tại cũng như trong tương lai, rồi hồi nhập ta bà trở lại sẽ hóa độ tất cả chúng sinh nữa, chứ không phải tới đây là đủ đâu. Đó cho bao thành Phật hay là sau đó thì cô tự tâm cho cô phát khởi lên. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư, cùng với các vị trong đoàn hôm nay có duyên được đến nơi Ngọc Tân để vấn an sức khỏe và lễ Phật ngày hôm nay. Trước cái tình đạo vị, tình thầy trò, sư cũng là người đã gắn kết và
đã hàn gắn để tạo nên những cái cầu nối, những cái nhân duyên để giúp cho chúng con hiểu biết hơn về đạo Phật, cũng như là mình có những buổi tâm sự, chia sẻ, chuyện trò đạo pháp với nhau. Dù đó không có là nhiều, nhưng mà trong những năm qua đó luôn là một cái gì đó nó mang nặng một cái thâm tình bên trong của đoàn của chúng con, mà chúng con rất là cảm kích. Bởi vì không phải một vị thầy nào mà có thể làm được điều đó. Cũng có những người có tâm nguyện nhưng mà cũng chưa thực hiện được điều đó. Và chúng con ngày hôm nay là những người may mắn nhất, vì chúng con là Phật giáo Hòa Hảo, nhưng chúng con có rất nhiều nhân duyên mà sư là người đã tạo nên để giúp chúng con biết thêm. Nào là sư dắt tụi con đi về về các tỉnh xá, các chùa ở Lâm Đồng, Đà Lạt và có buổi chia sẻ ở đó. Và ngày hôm nay thì trước Tam Bảo, dưới tôn tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni và trước mặt là sự chứng minh của Thượng Tọa ở đây, con trước thềm năm mới, con cũng xin đầu tiên là kính chúc cho sư có một năm mới có thật nhiều sức khỏe, luôn sống an lạc trong chánh niệm, trong tự tánh của mình, và chúc cho tâm nguyện của sư mau đạt thành giống như những gì sư mong muốn. Và chúng con ở đây không dám hứa quá nhiều, nhưng chúng con sẽ cố gắng càng hậu tấn những con người hậu học, nhưng sẽ dốc hết sức mình để phụng sự Tam Bảo và phụng sự cho chúng sanh, để noi theo cái tâm nguyện của sư và tiếp nối những gì sư mong muốn, để giúp cho nền tảng của những tôn giáo ngày càng ngày được dính chặt với nhau hơn, và lòng người không còn một ranh giới nào nữa, và cùng hướng về một cõi đại đồng để có được một mùa xuân an lạc thực sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, rất là tri ân cô. Và chúc hết cả đoàn được mau thành Phật. Tại mười phương chư Phật, lịch đại tổ sư, giác linh sư phụ thiền sư, thường di hạ lực thì từ, Mô Phật chứng minh cho chúng con. Hôm nay thật là có nhân duyên rất là lành thai, quý thai. Một điều quan trọng là chúng con được sum họp với Tịnh Thất Ngọc Tân, Thiền Đường Di Lực. Thiền Đường Di Lực là một trong những cái danh tăng thời cận đại mà chúng con được nương tựa vào Ngài để học thiền và học đạo nơi chư tôn thiền đức. Chính vì lẽ này mà vui xưng đón Tết phải nhớ đến ân thăm chư tôn thiền đức, nhất là mười phương chư Phật, lịch đại tổ sư, giác linh sư phụ thiền sư. Hôm nay được phái đoàn của đạo Hữu Hạnh và cô Tư Cam là hai vị này thân mẫu và ông thân sinh của cô Ý, mà cô Ý thì lúc từ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi cho đến ngày hôm nay là đúng 20 tuổi. Có phải không cô ý? Dạ, Mô Phật, cảm ơn cô. Là 20 tuổi rồi mà cô được một điều để đáng quý, đáng trân trọng là cô nương vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào Thầy. Hôm nay cô trở về đây được nương tựa cùng chư huynh đệ hành giả, chư huynh đệ đồng tu và chư tôn đức tăng ni. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, Phật tử cũng được ân triêm thượng thừa phước lạc từ xa xôi, Phật tử cũng hoan hỷ và quý vị đồng đạo đồng tu cũng trở về đây để chung cùng chia sẻ những lời pháp lành. Thì hôm nay Phật giáo Việt Nam hiện hành ra, ở trong đó có rất nhiều tôn giáo ở trong đất nước Việt Nam, mà tôn giáo nào
cũng là giúp cho tất cả quý vị nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào Tổ, vào Thầy, cũng như là xiển dương theo tông chỉ, rồi thêm nữa là giáo chủ vị đó đã xiển dương ra. Còn chúng ta đây là cùng nhau chia sẻ trong ngày mùng 5. Ngày mùng 5 Tết, nói chạy chạy cũng là cái ngày chết, chứ không phải là ngày vui. Nhưng mà nói là chúng ta vui chơi thì mừng cho cái chết nó đã được qua. Thì lâu lắm rồi Phật tử ở phía đây cũng rất là hâm mộ, ngưỡng mộ cô Ý. Thêm nữa là cô Ý nói chuyện nghe rất là êm nhẹ nhàng, cũng như những lời của cô Ý chia sẻ Phật Pháp rất là cao quý. Và hôm nay quý thầy ở đây chủ động chủ thuyết, đang ngồi đây là Thượng tọa Thích Giác Tân, và sau đó có ba vị đại đức tỳ kheo ngồi đó để chứng minh, đó, chứng minh trong cái buổi mà chia sẻ Phật Pháp hôm nay. Vậy tôn giáo bạn là một trong những cái vị mà đạo Phật giáo để cùng nhau chia sẻ cùng Phật giáo. Nhưng mà đối với cô Ý thì cô Ý nói một lời một mà chúng tôi rất là cảm thông. Tất cả các tôn giáo nào cũng đưa chúng ta về thế giới đại đồng, và tất cả các tôn giáo cũng đều đưa đến chỗ rốt ráo và giải thoát an vui. Chỗ này là cái chỗ mà cô Ý tâm nguyện muốn giúp cho tất cả mọi người hướng thiện làm lành, là tạo duyên lành để làm chi? Để hướng đến sự an vui giải thoát thật sự của chính mình. Thì bây giờ đó, trước khi trình bày để cho Phật tử hiểu được cái tâm tư và nguyện vọng và những cái gì mà cô Ý đã hiểu được, nhận định được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa Thượng tọa Thích Giác Tân là trụ trì tịnh thất Ngọc Tân, và kính thưa quý thầy, quý chư tăng ở nơi đây, và cùng kính thưa quý cô bác Phật tử gần xa kính mến ạ. Hôm nay cũng là ngày mùng 5 Tết rồi, không biết là từ mùng 1 tới mùng 2, mùng 3, mùng 4 quý vị ăn Tết có vui không ạ? Vui. Không biết như nào nha, chứ theo cái cảm nhận của con á, thì con không biết là ở Sa Đéc của mình như nào, nhưng mà ở An Giang á, là chỗ của con á, thì con đã ăn 20 cái Tết ở tại An Giang rồi. Nhưng mà theo cái cảm nhận, không biết là do ngày mình một lớn lên rồi tư tưởng, tình cảm, mọi thứ nó thay đổi, hay cái cảm nhận về khách quan nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà sau mỗi lần Tết đến á, con cảm nhận nếu mà so năm 2021 so với năm 2007, 2008 thì nó khác hoàn toàn. Sao con thấy lúc đó nó vui hơn bây giờ nhiều. Còn bây giờ con thấy từ đêm 30 đón giao thừa, xong rồi sáng mùng 1 mình cúng ông bà, rồi mình đi thăm thân quyến này nọ, thì con thấy sao cứ vài ngày mình cứ quay qua quay lại là cảm giác như là hết một ngày. Rồi cảm giác cái hương vị xuân nó dần dần nó nhạt mất. Nhưng mà năm nào thì xuân cũng tới dù chúng ta không mời. Có thể những cái tuổi trẻ như con thì có thể là mỗi lần xuân đến, hoặc là bé hơn con, mỗi lần xuân đến thì cảm thấy vui, cảm thấy háo hức vì có đồ mới, có mọi thứ mới mẻ, rồi được lì xì. Nhưng mà cỡ con có cảm giác như tuổi của quý vị ở đây á, thì mỗi lần Tết đến mình phải đối diện với rất là nhiều nỗi lo. Nỗi lo về cơm áo gạo tiền, nỗi lo về tổng thu, tổng chi trong một năm qua, rồi nỗi lo mình phải lo cho cha mẹ ông bà, phải mua sắm cho con cháu, cho người thân cái này cái nọ. Thì con thấy đó là những nỗi lo toan mà chúng ta ai ai ở đây cũng đều phải gặp. Và trải qua mỗi cái giai đoạn, mỗi cái thời kỳ, có lẽ chúng ta đón xuân khác nhau, nhưng mà cái tâm trạng chung là như vậy. Thì thời gian nó nhanh lắm quý cô bác.
Như hồi nãy cô nói là cô xem đĩa của con từ năm 9 tuổi tới bây giờ. Bây giờ con lớn nhìn không ra luôn đúng không? Dạ. Thời gian nó nhanh vậy đó, con còn không ngờ. Lâu lâu nhìn vô gương sao thấy già quá. Mới ngày nào còn theo Tân ở đây còn bé bé, bây giờ đã lớn rồi. Sư thì cũng già đi nhưng mà đẹp lão lên đúng không quý vị? Năm nay thì đúng là có nhiều thay đổi không với cô bác ha? Như năm nay là tròn một năm, Tết này nữa là đã tròn một năm của đại dịch Covid-19. Đại dịch này nó không chỉ ở nước chúng ta hay là châu lục chúng ta mà là toàn thế giới. Nó đã chiếm hầu như toàn thế giới rồi, chỉ trừ một vài nước thôi. Thì năm nay chúng ta phải đối diện, phải đối mặt với lại một cái đời sống kinh tế rất là khó khăn. Tất cả mọi người ai ai cũng vậy, ai ai cũng than, cũng thở. Giống như bây giờ quý cô bác đi chùa cũng đâu có được cảm thấy thoải mái, đâu cảm thấy được tự do đúng không? Chúng ta ít như vậy là đỡ chứ, khi chúng ta đông hơn thì mọi người phải đeo khẩu trang, phải đứng có khoảng cách. Hoặc là trong cái đời sống làm ăn của chúng ta, trong mấy ngày vừa qua thì ở tại miền Bắc, đất nước mình, ở Hải Dương, Hà Nội phải chịu giãn cách xã hội. Thì chúng ta thử hình dung một cái kinh tế xã hội đang sống rất là bình thường, mọi người đang hoạt động giao thương, trao đổi giao lưu văn hóa, kinh tế với nhau. Thì đùng một cái tự nhiên giãn cách xã hội, nhà ai nấy ở, cửa ai nấy vào, rồi không ai đối mặt với ai, kinh tế cuộc sống lại bỏ bê đằng sau đó. Thì chúng ta cảm giác được rằng cái nỗi khổ của nhân loại qua mỗi một năm nó càng lại được nhân lên đúng không ạ? Chúng ta đâu có nghĩ rằng là chúng ta sẽ giết người thân mình bằng một cách ôm nhau hay nắm tay nhau đâu. Nhưng bây giờ chúng ta đã có những người làm điều đó. Ví dụ như chúng ta đang bị nhiễm dịch, mình chạy về, mình từ nơi phương xa về, mình gặp mẹ mình mừng quá, mình chạy tới mình ôm mẹ mình, là mình giết mẹ mình. Chúng ta đâu nghĩ rằng mình giết nhau bằng cách thương nhau như vậy đúng không? Nhưng mà cái niềm đau của nhân loại nó lại nhân lên và nó đưa đến cái mức tột đỉnh, nó đưa đến một cái mức đỉnh điểm như vậy và chúng ta không ngờ được. Thì rõ ràng chung quy lại mình thấy cuộc đời nó quẩn quanh, rồi nó dẫn đến những cái chuyện mà chúng ta không lường trước được. Chúng ta cũng không biết được rằng ngày mai mình sẽ sống ra làm sao. Gia đình, con cái, vợ chồng, ông bà cha mẹ mình phải như thế nào? Nó luôn cuốn mình vào một cái vòng xoáy khiến chúng ta lo toan như vậy. Chính vì những điều đó mà Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đã bỏ lại hết tất cả ở sau lưng mình để đi tìm ra một hướng đi tốt đẹp cho chúng sinh, trước là cho bản thân và sau là dắt dìu chúng sinh. Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo thì Ngài cảm nhận rằng lòng ta cảm thấy nỗi ưu buồn, suy xét diệt đời lụy muốn tôn, chào xuân chẳng thấy xuân mừng nói, mê mệt tâm can trí bất cuộc. Thì đúng cái cuộc đời nó như vậy. Con cảm nhận rằng là có quý vị, có một vài vị ở đây hoặc là những vị khác, họ không mong muốn có Tết đến xuân về đâu. Họ chỉ mong muốn cuộc sống được bình thường để họ xoay sở cơm áo gạo tiền trong cái gia đình của họ thôi, để họ không phải chịu thêm những nỗi lo toan như vậy. Nhưng mà xuân thì vẫn đến thôi. Đó là cái dòng thời gian nó di chuyển ngày một nhanh hơn và khiến chúng ta cảm thấy rằng mình nhanh già hơn, mình nhanh phải đối diện với cái sinh, cái lão, cái bệnh và cái tử hơn đó quý vị. Chứ mùa xuân thật ra nó không có quá vui như cái vẻ bề ngoài của họ, không có quá vui giống như những đóa hoa ở ngoài kia nở. Nhưng mà đọng lại bên trong nó là nhiều nỗi u buồn.
Nhưng ngày hôm nay chúng ta là một người con Phật, tu hành theo giáo lý cao thượng của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta có quyền và chúng ta có thể biến những điều đau khổ ấy thành chính niềm vui và sự an lạc cho bản thân mình. Thật ra, quý cô bác, cái truyền thống mà Vui Xuân đón Tết này là bắt nguồn từ thời của vua Thuấn Vua Nghiêu, từ thời Phục Hy Thần Nông trước đó nữa. Là vào thời đó nhà vua thấy con dân ở trong nước của ngài suốt cả một năm cứ quay quần trong cái cuộc sống, họ phải tất bật sớm hôm, nên ngài mới nhân vào cái thời tiết xuân, vào một cái thời gian đó là một cái thời tiết nó mát mẻ nhất ở trong năm, và muôn hoa đua nở, cảnh vật cũng trở nên xinh tươi, thời tiết cũng ôn hòa, nên vua Phục Huy Thần Nông mới chọn ra 7 ngày xuân để làm một cái tục lệ hàng năm để cho các người dân ở trong nước của ngài được nghỉ ngơi, được ngồi lại bên gia đình của mình để tâm sự sẻ chia, được nghỉ và được nhìn lại bản thân để rồi trao tâm luyện tánh để cho đề ba cho một cái năm mới nó lại tốt lành. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà được truyền qua truyền lại từ nhiều đời và đến đời chúng ta thì có vẻ như cái không khí xuân nó lại biến đổi đi rất nhiều. Chúng ta dùng 7 ngày Tết đó, có những người đời á, họ dùng 7 ngày Tết đó để họ ăn chơi với bạn bè, họ cờ bạc, họ rượu chè, để họ lấy cái đó là mua vui. Nhưng mà thật sự những điều đó có vui không ạ? Nếu vui thì tại sao nhà nước chúng ta lại cấm uống rượu bia, rồi lại cấm cờ bạc? Nếu vui thì đã không có những chuyện này xảy ra rồi. Bởi vì bản chất thật của nó không phải là vui. Chính vì vậy mà ngày hôm nay cái không khí xuân đó nó lại bị biến chất. Nên con mong rằng chúng ta ngồi ở đây là một người Phật tử thuần thành, chúng ta hãy đem 7 ngày xuân đó trở về theo một cách đúng nghĩa của mình. Đó là mình biến 7 ngày xuân đó thành 7 ngày tu tập. Có thể là mình theo tục lệ của ông bà, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Sau đó rồi thì mùng 4 mình đi tỉnh xá Ngọc Tân, mình tu, được không quý vị? Mình tu vài ngày, dạ. Rồi mình nghe pháp vài ngày. Thì chúng ta đã đem cái bản chất của mùa xuân đó về. Tại sao mà người con Phật chúng ta khi Tết đến mình cần phải vui ạ? Tại vì thứ nhất, ngày mùng 1 Tết quý vị biết là ngày gì không ạ? Là ngày vía của Bồ Tát Di Lặc. Mà Bồ Tát Di Lặc là một người có một cái đặc trưng, đó là lúc nào cũng cười. Có dù có để tượng ngài ngoài mưa, ngoài nắng, trên trời, dưới bể thì ngài cũng luôn cười. Và cái bụng của ngài thì rất là to. Cái bụng to đó ở đây á là tượng trưng cho sự hảo tướng, tượng trưng cho lòng khoan dung và sự vị tha. Ngài chất chứa rất là nhiều mọi cái buồn đau, mọi cái nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Tại vì con thấy thường mà đi chùa có vài vị mà cứ mỗi lần mà cứ gặp tượng của Bồ Tát Di Lặc hay sờ vào cái bụng của ngài xong cái vuốt lên đầu cái. Con thấy hay vậy. Thì chắc quý vị đó có niềm tin là mình đem được những cái nỗi khổ niềm đau đó gửi vào cho Bồ Tát Di Lặc. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta là người Phật tử rồi. Thì con nghĩ là mình vui xuân đón Tết nó trong một cái chừng mực nào đó, để rồi mình dành những cái thời gian đó để mình nghỉ ngơi, mình tu tập nhiều hơn, mình đi chùa, mình lễ Phật nhiều hơn, để mình cầu nguyện cho một năm mới bình an, cho tất cả mọi người đều được sống trong cái vòng tay che chở của Đạo Pháp, để chúng ta cùng nhau hướng về con đường đạo, để không ai gây nỗi đau khổ cho ai. Giống như bài thơ của Mạn Giác Thiền Sư là: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhiễm tiền quán,
Lão Đậu Tùng Thượng Lai, Mạc Dị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận, Đình Tiền Tạc Giả Nhất Chi Mai. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Việc đời cứ qua mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng nghĩ xuân tàn hoa rụng hết, hôm qua sân trước một cành mai. Thì cuộc đời cũng giống như vậy. Cho dù thời gian có lấy đi chúng ta sức khỏe, lấy đi chúng ta về tinh thần, về của cải, về vật chất, nhưng cái tồn lại ở trong chúng ta đó là Phật tánh. Mà ngày hôm nay quý vị đi chùa, quý vị lễ Phật, quý vị ngồi ở đây để mình cùng chia sẻ Phật pháp, đó là chúng ta đang nuôi dưỡng cho Phật tánh của mình ngày càng một lớn lên, để cho tâm mình ngày càng giống với tâm Phật, để mình được sự gia trì hộ độ của Đức Phật và tu ngày càng một gần Phật hơn và mau thành Phật hơn. Trong chúng ta ai cũng có Phật tánh, ai cũng có một cái nhân duyên lành lớn như vậy. Thì chỉ việc là chúng ta cần phải lo toan nuôi nấng cho ông Phật ở trong tâm của mình đây. Mỗi một năm mới thì mình tập một điều là từ bi hỷ xả theo bốn đại đức của Phật, để cho lòng của mình được thanh thản hơn. Giống như quý vị mà năm nay có ai mà thiếu nợ mình á, thì Tết mình đòi nhẹ nhàng xíu, mình từ bi xíu, mình đòi nhẹ nhàng hơn xíu ha. Ví dụ như người ta có người ta trả, còn không thì mình xem như tiền đó là tiền mà mình đã mắc nợ họ lúc trước. Hoặc là trong những ngày xuân đến, ai đó chửi mình thì mình tập từ từ để mình có thể mỗi khi người ta chửi mình không chửi lại, và đến một lúc nào đó người ta chửi mình, mình cảm thấy điều đó hết sức bình thường. Và đến một lúc nào đó người ta chửi mình cảm thấy nó không còn là gánh nặng nữa. Thì đến một lúc đó mình cảm thấy lòng mình cực kỳ an lạc. Thì con cũng mong mỏi rằng chúng ta ngày hôm nay không làm điều gì quá lớn lao. Chúng ta chỉ cần sống trong chánh giác, biết người, biết ta, noi theo giáo lý của Phật Đà, để tu tập đến một ngày nào đó mình có thể tâm mình gần với tâm Phật hơn, và sống giữa người và người với nhau mình cảm thấy vui vẻ, ôn hòa hơn. Thì con nghĩ đó là một điều tốt đẹp. Không cần xuân đến, trong lòng chúng ta cũng có xuân, đúng không quý vị? Không cần mùa xuân phải đến nữa. Giống như Thượng Tọa ở đây thôi, ai nói gì Thượng Tọa cũng cười, mà không nói gì Thượng Tọa cũng cười. Quý vị nhìn Thượng Tọa cũng đang cười đó. Dạ, thì đó chính là sự hoan hỷ. Và con cũng mong rằng ngày hôm nay nhân cái mùa xuân Tân Sửu 2021, thì con cũng mong rằng quý cô bác ở nơi đây chúng ta đón một mùa xuân an lành trong vòng tay của Chư Tăng Ni, trong sự giác ngộ của giáo pháp, để chúng ta có thể dẫn dắt bản thân mình, dẫn dắt bạn bè, thân quyến của mình cùng nhau tiến triển hơn trên con đường học Phật, để mình mau chóng thành Phật. Ngày hôm nay nhân dịp đầu năm mới, con cũng chỉ có một vài lời chia sẻ nho nhỏ để làm một cái món quà giống như là lì xì cho quý vị ở đây. Và con cũng xin kính chúc cho Thượng Tọa nơi đây luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn là cây cao bóng cả, làm chỗ dựa tinh thần cho chúng ta trong những năm tháng tiếp theo trên con đường học Phật.
tôn tượng của Đức Phật, đồng kính lễ Bà Xá. Dạ, mời toàn thể đồng quỳ chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, gia hộ độ cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc, độ cho chúng con có một mùa xuân an lành và luôn luôn sống trong chánh pháp của đạo Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời đồng lại bốn lại thành tâm đảnh lễ. Thành tâm đảnh lễ. Thành tâm đảnh lễ. Và đồng thành tâm đảnh lễ. Và kính mời toàn thể đồng đứng và đồng lễ Phật.